Đây các bác. Úi giời, rộng phê chưa? Rộng to. Ủa, đây các bác này. Đẹp lắm. Ghế ngựa nha. Đây các bác ạ. Đẹp chưa? Úi, sang. Đâu ạ? Lại lên một phát lên đây. Lên đây các bác. Các bác này, di chuyển mấy chỗ rồi? Chưa đem lên gần. Tịt. Lâu lắm ấy, gặp em má đỏ đẹp này. Mấy con khuyên níu ấy. Ấy về rồi, về về trên ngọn cây. Hát đâu nhỉ? Ấy kìa kìa kìa. Ấy bùng trời rồi. Nó gần đây thôi. Đời. Đây các bác. Úi giời, rộng phê chưa? Rộng to. Ủa, các bác nha, lại di chuyển sang bên này. Không dám đi gần nữa không? Không đi gần, đây rồi. Đây rồi các bác ơi. Xuống, xuống. Úi thì rộng rồi. Úi giời ơi. Hạ lên. Rộng quá đấy. Cánh. Bây gặp được chú bộ như này khó lắm, được không đơn giản các bạn ạ. Đâu rồi? Đây, đây, tận đây. Xuống. Xuống. Ui, giọng phê chưa? Giọng to. Nhìn tổng thể này. Con này mới đẹp này. Mạnh dáng con này đẹp thật. Màu màu. Con này có mái thì chưa phê luôn đấy. Nhưng mà mái đâu ạ? Xuống.
Vâng. Xuống 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 đi bù xe kem xuống. Bố sẽ lên bữa. Ý, đây. Đấy, nào. Yếm đẹp chưa? Hãy trả yếm cần. Nhìn giá con chim đào không các bác? Lâu lắm rồi có cái cảm giác phê nhỉ. Thì lâu lắm cũng không đi bẫy một sinh sản. Tầm này nó là cuối vụ rồi. Này mới đi bẫy thử các bạn. Trọng ngoài to lắm. Còn này nó chưa cánh đôi. À, xuống gần lòng rồi. Ôi lại đi. Đã về rồi. Chưa. Xuống. Bụng xe kia không? Đi. Nào, lại về đây. Xuống gần mồi á. Mồi hôm nay sẽ lông rồi. Không chơi lắm. Rồi. Mùa hôm nay không được nhận lắm, cơ bản là tầm này chiều tối rồi. Các nhá, mất hút rồi. Không thấy đến nữa. Thế A hẹn rõ đẹp.